Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Để Bên Minh Sơn. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2019. Và trước mắt các bạn đây là một chiếc máy cắt cỏ Mitsubishi TL nhá. Nếu mà ai tiếp xúc ít với cả cái dòng máy cắt cỏ bãi hoặc là gần như tất cả các cái người tiêu dùng tại Việt Nam mình, những người mà tiếp xúc với máy Việt Nam mình sẽ ít gặp những cái dòng máy này. Và dòng máy này là dòng máy sử dụng bình ga, các bạn có thể thấy được. Ở Nhật thì họ đã phát triển lên một cái tầm gọi là họ sản xuất ra những cái máy ấy, thì bây giờ họ cũng muốn định hướng cái máy của họ thân thiện với môi trường và họ sử dụng cái khí ga. Tất nhiên rồi, ở Nhật thì cái này nó cũng khá phù hợp, khá là phổ biến, nhưng tại Việt Nam mình thì nó không phù hợp lắm. Bởi vì sao? Vì cái điều kiện kinh tế của Việt Nam mình nó còn ít, và các bạn sử dụng xài khí ga như thế này thì nó cũng không được lâu ấy, nó không tiết kiệm, nó rất là tốn kém vì ga dùng rất là nhiều. Và thứ hai là cái giá thành khi mà các bạn sản xuất ra một chiếc máy mà chạy ga như này ấy thì chắc chắn là đắt hơn so với cả một chiếc máy chạy xăng thông thường. Và để nó phù hợp với cả cái đối tượng tiêu dùng Việt Nam thì hôm nay chúng tôi sẽ chuyển chiếc máy này từ chiếc máy cắt cỏ chạy ga chuyển sang máy cắt cỏ chạy xăng thông thường. Thì các bạn sẽ thấy được nhá, về cấu tạo của máy thì nó cũng như nhau thôi. Nó sẽ có bộ hơi này, bô này, nó chỉ khác bộ hơi, bô điện, tất cả các thứ nó gần như nó giữ nguyên. Nó chỉ khác là cái nguyên liệu bình thường ở dưới này là bình xăng, thì bây giờ nó đã thay thế bằng bình ga. Và bình thường ở đây nó sẽ là cái chế hòa khí, tức là cái chế này nó hay gọi là bình xăng con ấy. Thì cái chế hòa khí bình xăng con nó sẽ có tác dụng là trộn hỗn hợp nhiên liệu xăng và xăng pha nhớt và gió vào cái phần búng đốt. Thì bây giờ nó thay cái phần chế hòa khí đấy thành điều chỉnh ga các bạn nhé, điều chỉnh khí ga vào. Và nó có một cái rất là hay, các bạn có thể thấy bầu nhớt không? Bầu nhớt này nó sẽ căn pha tự động. Căn tự động tức là nó vào bôi trơn và nó sẽ thải ra dạng như bốn kỳ ấy, rất là hay. Và chúng tôi sẽ chuyển luôn qua máy chạy xăng thông thường. Tất nhiên rồi, tất nhiên chúng ta sẽ bỏ bình ga ra, thay cái này vào chế hòa khí. Và sau đây các bạn sẽ cùng nhau theo chúng tôi đi tới công đoạn chuyển chiếc máy này thành chiếc máy chạy xăng thông thường. Rồi, let's go. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới. Diện tích là 1 tải cộng 1 chân. Cái là 1 hộp cũng có đúng không? Được khẩu rồi. Như đây là chỉ có 18 lít thôi, mới được 4 tải. Rất bán. Chúng ta phải có bình xăng chế này, thay cái chế của nó, chế của nó, chế cũ của nó là chế này. Nguyên lý của cái chế này là nó chuyển từ khí ga. Nhật mới tinh này các bạn, nếu mà các bạn mua thì chúng tôi cho các bạn luôn bình ga. Thank you.
trước mặt đây. Bật lên. Chưa? Đấy. Thôi không được ga đâu. Ok, vậy là chúng tôi đã lai xong thành công con máy cắt cỏ, chuyển từ máy cắt cỏ chạy bằng ga chuyển sang máy cắt cỏ chạy bằng bình xăng. Nếu thấy hay thì hãy like và share, subscribe video của chúng tôi nhé. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.